đau đáu vì mỡ máu thì hãy day ngay huyệt này. Nhiều người rất là buồn khổ vì mỡ máu, nhất là những người già mà bị mỡ máu cao thì rất là dễ dẫn đến bị tai biến. Thì có hai huyệt giúp cho tuần hoàn của chúng ta tốt hơn, giúp cho mỡ máu của chúng ta giảm đi một cách rất là hiệu quả. Huyệt thứ nhất chính là huyệt túc tâm lý. Huyệt túc tâm lý thì ở phía lõm phía ngoài xương bánh chè, đo xuống 4 ngón tay. Hết 4 ngón tay ở đâu thì huyệt ở đó. Chúng ta day vào đó ở cả hai bên chân từ 3 đến 5 phút, giúp cho cái tiêu hóa của chúng ta, giúp chuyển hóa của chúng ta tốt hơn. Và huyệt thứ hai chính là huyệt phong long. Huyệt phong long là huyệt trừ đàm thấp và mỡ máu trong cơ thể. Chúng ta lấy một cái sợi dây đo từ chỗ lõm ở phía ngoài xương bánh chè, đo đến mắt cá ngoài, gập lại làm đôi, rồi chúng ta đo xuống hết sợi dây ở đâu thì huyệt phong long ở đó. Chúng ta cũng day vào đây từ 3 đến 5 phút. Hai cái huyệt này nếu như kết hợp với nhau giúp cho tuần hoàn của chúng ta tốt hơn, giúp mỡ trong máu chúng ta giảm đi một cách hiệu quả. Nếu ai đang bị mỡ máu cao thì hãy thử làm ngay nhé, và comment xuống đây cho chúng tôi biết rằng là cái hiệu quả của bạn sau khi làm 2 tháng sẽ như thế nào. Và đừng quên theo dõi kênh Tiến sĩ Bác sĩ Trần Hoàng Hải để biết thêm nhiều thông tin bổ ích về sức khỏe của bạn.